Long Vương trở lại giang thần. chương 266, đường sở sở đăng ký làm bác sĩ. Giang thần nói lời này, lập tức nhận được sự châm biếm và khinh thường của người nhà họ đường. Lý Diễm vợ đường Hải nói với giọng điệu kỳ lạ, Giang thần, cậu cũng quá coi trọng bản thân rồi, biết một chút y thuật thì cho rằng mình là thần y rồi sao? Giang Trung có hàng vạn bác sĩ Đông y, tùy tiện chọn ra một người cũng giỏi hơn cậu gấp trăm lần. Đúng vậy, đường lỗi nói theo bản lĩnh không có lại làm ra vẻ giang thần không tranh cãi với người nhà họ đường người nhà họ đường vẫn luôn không hài lòng với anh chỉ cần có cơ hội là sẽ trách móc anh anh đã quen rồi lười tranh cãi đường sở sở lại nói chồng anh thật sự có cách làm cho vĩnh lạc cải tử hoàn sinh sao vĩnh lạc thì liên quan gì đến anh giang thần thản nhiên nói lần này anh muốn làm cho vĩnh thái à không là thanh danh của thế kỷ nổi lên trong đại hội y học lần này. Nói phét. Giang thần, tôi muốn xem cậu làm cách nào để cho thế kỷ của Đường Sở Sở vùng dậy. Ngay cả khu nhà máy cũng đã bị san bằng, cao ốc làm việc cũng đã đóng cửa, tôi xem cậu còn vùng dậy thế nào. Người nhà họ Đường lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Sở Sở, chúng ta đến thế kỷ xem. Được, Đường Sở Sở gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi Vĩnh Lạc. Rất nhanh đã đến một bệnh viện vô cùng lớn bệnh viện này chỉ có một mặt tiền, nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh của phố Y. Vĩnh Thái của đường sở sở đổi tên thành Thế Kỷ, nhưng mà vào ngày đổi tên đó, Thế Kỷ cũng đóng cửa tạm thời. Trước cửa bệnh viện Thế Kỷ, ở đây có vài cái băng ghế, có một bác sĩ buồn chán ngồi ở đó. Audio điện tử võ tấn bền. Mà người nhà đường thiên sương lại phát tờ rơi ở trên đường. Đến đây, xem thử, bệnh viện thế kỷ, Bác sĩ Đông y 30 năm, miễn phí khám bệnh, tất cả tiền thuốc giảm giá 50%. Đường Thiên Sương, có con trai lớn nhất là Đường Long, con thứ hai là Đường Cường, cháu trai là Đường Tiểu Thất đang phát tờ rơi trước cửa bệnh viện Thế Kỷ. Người qua đường sau khi nhận được tờ rơi, còn không xem qua, đều tùy ý bỏ vào thùng rác. Giang Thần và Đường Sở Sở đi tới. "Chủ tịch, cả nhà lập tức đi qua." Đường Sở Sở hỏi, "Bác Hai, tình hình thế nào rồi?" trên mặt đường thiên sương đầy vẻ bất đắc dĩ và xót xa. Ôi, bệnh viện ở phố y quá nhiều, bác sĩ nổi tiếng cũng nhiều, bệnh viện nhỏ như chúng ta, hoàn toàn không kinh doanh được, người ta đều đến bệnh viện lớn, đều đi khám bác sĩ nổi tiếng rồi. Ông nội, một giọng nói truyền đến, đường tiểu thất cầm điện thoại, nói, ông nội, số lượng người hẹn xem bệnh trước ở Bách Thảo Đường đã hơn 200.000 người, khi thần y phương không có ở đó, số lượng hẹn trước của phương thốn tâm đã trở nên nhiều nhất, tới hơn 80.000. Đường tiểu thất cầm điện thoại, xem ứng dụng được phát hành đặc biệt cho đại hội y học. Người dân có thể tải phần mềm áp, hẹn xem bệnh trước với bác sĩ mình muốn ở trên đó, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tình hình hẹn trước của mỗi bệnh viên, còn có thể nhìn thấy số người hẹn trước của mỗi bác sĩ. Ôi! Sau khi nghe đường tiểu thất nói, đường long thở dài, không có cách nào so được với bách thảo đường, ở bách thảo đường có thần y phương chấn giữ, cháu gái thần y phương, phương thốn tâm cũng là trò giỏi hơn thầy, những bác sĩ khác của Bách Thảo Đường cũng đều là những bác sĩ nổi tiếng. Ngay lúc này, cả nhà Đường Hải đi tới. Nhìn thấy bệnh viện thế kỷ vẫn đang vắng vẻ như vậy, tất cả đều bật cười. Ha, chỗ này của mấy người vẫn không có ai à. Vị trí hẻo lánh như vậy, có mới là lạ. Nếu tôi có bệnh cũng sẽ không đến đây khám đâu, xem kìa, chỉ có một mặt tiền, quy mô cũng quá nhỏ, không có chút đẳng cấp nào. Người nhà họ Đường đều cười trên nỗi đau của người khác. Đường Tiểu Thất không cam lòng tỏ vẻ yếu kém, nói: "Vĩnh lạc của mấy người cũng không khá hơn là bao, thậm chí bác sĩ cũng đến chỗ khác làm việc rồi." Mày, Đường Lỗi lập tức nổi giận, vặn nắm đấm định đánh người. "Làm gì đấy?" Đường Thiên Long đi tới quát. Lúc này Đường Lỗi mới thu tay lại. Đường Thiên Sương nhìn thấy Đường Thiên Long đến, biểu cảm trên mặt cũng rất phức tạp. Mấy chục năm cho tới bây giờ đường Thiên Long cũng chưa từng đến bệnh viện của ông ấy. Hôm nay là lần đầu tiên sau 20 năm. Thiên Sương, đường Thiên Long cầm gậy ba tong đi tới, vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt già nua, năm đó vì phân chia gia sản mà náo loạn đến dối bời, đã nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ cũng đã già rồi, sắp bước vào quan tài, rào cản trong lòng cũng nên bỏ qua thôi. Người nhà đường Thiên Sương đều nhìn đường Thiên Long không biết trong lòng ông già này đang suy tính cái gì đây. Này, mấy người mang biểu cảm gì thế? Đường lỗi xấu hổ, chỉ vào người nhà đường thiên sương, quát không nghe thấy ông nội tôi đến chào hỏi sao. Đường lỗi, cầm miệng, đường thiên long của trách. Vâng, ông nội, đường lỗi ngậm miệng lại. Đường thiên long nhìn đường thiên sương sắc mặt trầm xuống, thở dài nói, nhà họ đường trải qua một kiếp này, bố cũng đã hiểu ra rồi, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đều là người một nhà, không cần đến mức cả một đời không qua lại với nhau. Đường Thiên Long nghĩ thông suốt như thế, trong lòng đường sở sở cũng vui vẻ. Cô vui mừng nói, ông nội, ông có thể nghĩ thoáng như vậy, thật sự quá tốt, về sau cả nhà sẽ luôn hòa thuận. Ai là người một nhà với ông ta chứ? Con trai đường Long, đường tiểu thất bất mãn lên tiếng. Lúc có tiền thì chưa từng nhớ tới bọn họ, bây giờ gặp khó khăn lại muốn bày tỏ thiện chí. Sắc mặt u ám của Đường Thiên Sương hòa hoãn đi không ít, nói, vậy thì cứ bỏ qua đi. Tuy rằng hai người già gặp mặt, nói rõ sự tình. Nhưng dù sao hai nhà cũng đã hơn 20 năm không lui tới, người hai nhà cũng không có giao tình gì, trong lòng đều có chút vướng mắc. Sau khi Đường Thiên Long chào hỏi với Đường Sở Sở thì đưa những người khác quay về Vĩnh Lạc. Mà Đường Sở Sở lại nhìn Giang Thần, "Chồng, tiếp theo phải làm sao?" giang thần ngồi trên bậc cửa ở trước bệnh viện thế kỷ nhìn người người qua lại trên đường buổi sáng anh bị buộc phải uống thuốc độc anh vẫn luôn nghĩ rốt cuộc là ai ép anh người này có thể điều động nhiều người như vậy còn dám phóng tên lửa trong nội thành nhất định thế lực rất mạnh đối phương lại không giết anh chỉ là không muốn để cho anh tham gia đại hội y học rốt cuộc đang muốn làm gì chồng hả giang thần phản ứng lại Nhìn Đường Sở Sở, hỏi: "Sao vậy? Anh đang nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế?" "Không có gì." Giang Thần khẽ thả tay, nói: "Sở Sở, em đăng ký áp, trước tiên hãy đăng ký làm bác sĩ của thế kỷ." "Em, em đâu biết gì về y thuật." Trên mặt Đường Sở Sở hiện lên vẻ khó xử. "Có anh ở đây mà, không sao." Giang Thần cười nói: "Bây giờ anh phải phối hợp diễn trò với kẻ địch trong bóng tối, anh không thể ra tay, chỉ có thể âm thầm trợ giúp Đường Sở Sở." chỉ cần Đường Sở Sở có thể lọt vào top 100, tham gia trận đấu y thuật cuối cùng, đến lúc đó, anh có thể biết được rốt cuộc kẻ địch ở sau lưng muốn làm gì. Trực giác mách bảo anh, đại hội y học lần này có khả năng gặp chuyện không hay. Được, Đường Sở Sở cũng không nói gì. Cô mở app ra, sau khi đăng ký thì lựa chọn đăng ký làm một bác sĩ của bệnh viện thế kỷ. Sau đó cô xem quy tắc được bầu vào top 100. Muốn được vào top 100 cần có phiếu bầu của người chữa bệnh. Mà sau khi chữa bệnh, đối phương hài lòng mới có thể bỏ phiếu cho bác sĩ điều trị. Trên app còn có một bảng mức độ yêu thích, chỉ cần vào app, có thể bỏ phiếu cho bác sĩ mình thích, mỗi người một ngày có thể bỏ một phiếu, sau 3 ngày, kết hợp phiếu mức độ yêu thích với phiếu của người bệnh, top 100 bác sĩ có thể tham gia thi đấu y thuật. Chồng, cái này quá khó, em không biết một chút y thuật nào, làm sao chữa bệnh, làm sao có thể khiến cho bệnh nhân hài lòng đường sờ sờ tỏ vẻ khó xử. Giang thần cười thản nhiên, không phải là có anh sao, hơn nữa em là đệ nhất mỹ nữ Giang Trung, là nữ thần trong lòng không ít người, chỉ cần tin tức của em có thể xuất hiện ở trang đầu áp, sẽ có người bỏ phiếu cho em, lọt vào top 100 không phải là chuyện khó. chương 267, đưa đường sở sở vào top 100. Đường sở sở trợn trắng mắt. Cô còn tưởng rằng Giang thần thật sự có cách nào đấy. Không ngờ lại muốn để cô lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình, đổi lấy phiếu bầu của người dân. Cho dù em vào được bảng yêu thích, nhưng bảng đó chỉ chiếm 50%, em lại không biết chút y thuật nào, không thể vào bảng do người bệnh bỏ phiếu, vậy thì cũng không lọt vào top 100. Giang Thần cười bí ẩn, nói: "Em cứ tùy ý dạo chơi đi, những cái khác cứ giao cho anh." Đường Sở Sở bất đắc dĩ gật đầu, "Thôi được rồi." Hôm nay phố y rất náo nhiệt, cô cũng muốn tùy ý đi dạo sau khi cô chào Giang Thần thì rời đi. Giang Thần ngồi ở bậc cửa trước bệnh viện Thế Kỷ, lấy điện thoại ra, gọi cho Phương Vĩnh Cát. Phương Vĩnh Cát là người điều hành Bách Thảo Đường, trong trường hợp bình thường ông ta sẽ không đến phòng khám. Lúc này ông ta đang thảo luận nội dung thi đấu 3 ngày sau với vài bậc lão làng của giới y học cổ truyền. Ông ta lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi là Giang Thần, lập tức đứng dậy, đi đến chỗ không có ai, nhỏ giọng nói, đại ca, cậu lại làm sao vậy? Giang Thần ngậm một điếu thuốc, thờ ơ nói, "Sáng nay tôi bị người ta truy sát, nhưng đối phương không giết tôi, mà lại dùng vợ tôi để uy hiếp tôi, ép tôi uống thuốc độc, hại tôi mất vị giác, làm cho tôi cử động không còn linh hoạt nữa." "Làm sao rồi, không có việc gì chứ?" "Sao có thể có việc gì được?" "Vậy đại ca, ý của cậu là?" Giang Thần dặn dò nói, vận dụng mạng lưới tình báo ngầm, "Điều tra cho tôi một chút, người sáng hôm nay truy sát tôi là ai?" Tôi cần biết kẻ đứng đằng sau là ai, nhưng đừng đánh rắn động cỏ. Đại ca, đại hội y học vừa mới bắt đầu, tôi đang bận, bây giờ Mộc Vinh đã tiếp nhận toàn bộ mạng lưới tình báo ngầm, cậu muốn biết cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ta có được không? Đúng rồi, còn có một việc. Nói đi, Phương Vĩnh Cát có chút không kiên nhẫn. Giang thần nói, đường sở sở vợ tôi đã đăng ký làm bác sĩ của bệnh viện thế kỷ, ông là thần y của cuộc thi lần trước, Áp y học cổ truyền được phát triển bởi Bách Thảo Đường liên kết với một vài tập đoàn lớn, nghĩ cách làm cho tài liệu của vợ tôi được đăng lên trang đầu, tôi muốn có thêm nhiều người bỏ phiếu cho vợ tôi. Được, tôi đi sắp xếp. Phương Vĩnh Cát cúp điện thoại thì gọi cho bộ kỹ thuật, bảo người của bộ kỹ thuật sắp xếp cho đường sở sở lên trang đầu, tiết lộ nhiều hơn. Sau khi Giang Thần gọi điện cho Phương Vĩnh Cát, lại gọi cho Bạch Tố. Bạch Tố gọi Đại ca Giang giang thần trực tiếp dặn dò bỏ chút tiền thuê vài người đăng ký hẹn trước với đường sở sở vợ tôi trên app y học cổ truyền hả sau khi nghe giang thần phân phó bạch tố ngẩn người ra bỏ tiền hẹn xem bệnh trước đây là thao tác gì chứ đại ca giang anh đang muốn làm gì vậy giang thần xấu hổ cười cười nói không làm gì cả chỉ là nhân dịp đại hội trung y lần này làm cho vợ tôi thành thần y lọt vào top 100 của Đại hội Trung Y, lấy được tư cách tham gia vòng sau. Được, không thành vấn đề, thuê khoảng bao nhiêu người. Giang thần nói, cô xem qua trên app đi, vượt qua vị trí thứ nhất một hai trăm người là được. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Bạch tố cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô ta ngồi ở văn phòng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiêu tiền để gian lận người bình chọn, lọt vào top 100 đại hội trung y, lấy được tư cách tham gia vòng tiếp theo. Cô ta biết đại hội trung y. Trước đại hội trung y 3 ngày, trái lại các bệnh viện ở phố y đều nghĩ cách kéo người bệnh, nhân cơ hội này kiếm lời, Giang Thần lại tiêu tiền gian lận nhân khí, muốn đưa vợ anh vào top 100. Vào được thì thế nào, có thể tranh đua với những bác sĩ nổi tiếng hành nghề mấy chục năm sao? Ôi, cô ta thở dài. Nhưng mà Giang Thần đã phân phó, cô ta không dám làm trái cô ta đích thân đi đến văn phòng hứa tinh. Hứa tinh đang chỉnh kế hoạch bên dưới, thấy Bạch Tố đi đến, cô ta lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng dậy nói, chủ tịch. Bạch Tố hơi ngập ngừng, nói, hứa tinh, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho cô. Chủ tịch nói đi. Bạch Tố nói, lập tức thành lập một bộ phận không giờ, lôi kéo người trên mạng đến đặt hẹn xem bệnh trước trên áp trung y cho chị dâu, mỗi cái hẹn được 10 đồng, nếu có thể đến phố y tìm chị dâu khám bệnh, bỏ phiếu quyết định cho chị dâu, mỗi cái 100 đồng. Hứa tinh ngẩn cả người ra, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được ý của Bạch Tố. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tố xấu hổ ho khan vài tiếng, nói, đại ca Giang muốn đưa đường sở sở vào top 100 của Đại hội Trung Y. À, hứa tinh bỗng bừng tỉnh, hiểu rồi, hiểu rồi. Cô ta lập tức đi chuẩn bị. Năng lực làm việc của cô ta rất mạnh, nhanh chóng thành lập được một bộ phận tạm thời, triệu tập mấy trăm người từ các bộ phận của công ty. Những người này mỗi người tạo một nhóm WeChat, mỗi nhóm WeChat thu hút hơn 1.000 người vào đó. Tin tức tốt, tin tức tốt, bây giờ tải app Trung Y xuống, vào app tìm bệnh viện thế kỷ, chọn bác sĩ đường sở sở, đăng ký hẹn trước thành công là có thể được 10 đồng tiền thưởng. Lại đến phố Y, tìm đường sở sở khám bệnh, dạo qua một vòng, sau khi hoàn thành, bỏ phiếu cho đường sở sở, có thể nhận được 100 đồng tiền thưởng đó. Mấy trăm nhóm WeChat đều lan truyền tin tức này. Có người mang thái độ nghi ngờ đi đăng ký, tiến hành hẹn trước với đường sở sở, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho chủ nhóm trò chuyện. Quả nhiên đã nhanh chóng có tiền thưởng vào tài khoản. Wow, thật sự có tiền thưởng. Mẹ, mẹ, đưa điện thoại cho con, con đi kiếm tiền. Sau khi thử, những người nhận được yêu đãi đều bắt đầu lấy điện thoại của mình tải áp xuống, đăng ký hẹn trước, sau đó tìm chủ nhóm trò chuyện nhận tiền thưởng hứa tinh cũng tải áp trung y xuống. Chỉ một giờ ngắn ngủi, số người hẹn trước với đường sở sở đã đạt hơn 3.000. Nhưng mà, 3.000 người hẹn trước vẫn không vào được top 100. Bây giờ đứng đầu bảng hẹn trước là Phương Thốn Tâm cháu gái Phương Vĩnh Cát, số lượng người hẹn trước đã hơn 200.000, hơn nữa phí hẹn trước của Phương Thốn Tâm rất cao, 3.000 một lượt. Đường sở sở là bác sĩ không có tên tuổi, sau khi cô đăng ký cũng không thiết lập phí hẹn trước, bây giờ phí hẹn trước là không gia tăng cường độ tuyên truyền, lập thêm nhiều nhóm, kéo thêm nhiều người nữa. Hứa Tinh hạ lệnh, người phía dưới nhận được lệnh đều ra sức tuyên truyền. Phố Y, bệnh viện thế kỷ, Giang Thần ngồi ở trước cửa, giả vờ tỏ vẻ mặt cứng đờ. Anh đang diễn cho người ở trong tối xem, anh biết nhất định có người đang âm thầm theo dõi anh. Xin hỏi, có bác sĩ Đường Sở Sở ở đây không? Một cậu thanh niên 17-18 tuổi đi tới, Nhìn thấy Giang Thần ngồi trên bậc cửa, dò hỏi, nghe nói tìm đường sở sở khám bệnh, sau khi hoàn thành bỏ phiếu cho cô ấy, có thể nhận được 100 đồng tiền thưởng, là thật sao? Giang Thần vừa nghe, lập tức vui mừng. Là thật, đây là sự thật, cậu không cần đến, trực tiếp chọn hoàn thành chẩn đoán bệnh trên app, sau đó đánh giá 5 sao, viết đoạn ngắn bình luận tốt, có thể đến được hệ thống bỏ phiếu, là có thể bầu chọn cho đường sở sở. Được, người này thao tác theo cậu ta nhanh chóng hoàn thành thao tác, được một phiếu, trong nháy mắt bỏ phiếu cho đường sở sở. Cậu ra gửi ảnh chụp màn hình này cho một chủ nhóm trò chuyện. Rất nhanh đã nhận được 100 đồng tiền thưởng. Cậu ta phấn khích nhảy lên, bắt đầu kéo người vào nhóm, nói tin tức này cho người nhà, bạn bè, bảo họ đi kiếm tiền. Mà Giang Thần lại mở áp trung y ra. Quả nhiên, tin tức của đường sở sở đã xuất hiện ở trang đầu. Bây giờ số người hẹn trước của cô đã đạt hơn 100.000, đã vào top 3. Mà tài liệu bên dưới của cô cho thấy, cô đã hoàn thành hơn 30 lượt chẩn đoán bệnh nhân, chiếm được hơn 30 phiếu bầu của người bệnh, hơn nữa số phiếu đang tăng nhanh chóng. Ha ha! Thấy vậy, Giang thần cười lớn. Gian lận một lượt như vậy, đường sở sở lọt vào top 100, vậy là ổn thỏa rồi. chương 268 trở thành trò cười. Đường sở sở dạo một vòng phố y, các bệnh viện lớn ở phố Y đều đã kín người hết chỗ, ở cửa xếp thành một hàng dài. Đặc biệt Bách Thảo Đường, Bệnh viện Trường Sinh, Bệnh viện Thiên Quân, đông đúc đến mức tất cả đều là người, toàn bộ từ trên xuống dưới bệnh viện đều bận đến tối mày tối mặt. Đường sở sở, cô là đồ gian lật. Cô còn có thể khiến người ta chán ghét hơn nữa được hay không, số người đặt trước đều đã hơn một tấc vuông của Bách Thảo Đường rồi. Ngay cả những bác sĩ nổi tiếng như vô cực siêu ông, mặc thần y, quỷ xuân tử cũng đều bị cô vứt ở phía sau. Đường sở sở đi dạo, nhưng mà người qua đường lại nói xấu sau lưng cô. Thậm chí còn có người chỉ vào mũi cô quát lớn. Vẻ mặt cô mờ mịt. Gian lận gì chứ? Cô nghi ngờ lấy điện thoại di động, mở áp y học cổ truyền ra. Vừa nhìn thấy, trong nháy mắt cô trợn tròn mắt. Số người hẹn trước của cô đã đạt tới 20 vạn người, hơn nửa số người chữa bệnh vượt hơn 3 vạn, số phiếu bầu của bệnh nhân đứng đầu tiên. Cái này, mắt cô trừng to, ai làm, là giang thần sao? Hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao giang thần lại thề thốt như vậy. Mới chưa đầy nửa ngày, đã chữa bệnh cho hơn 3 vạn người, toàn bộ bác sĩ của Bách Thảo Đường cộng lại cũng không có chữa bệnh cho nhiều người như vậy, gian lận như vậy cũng rõ ràng quá rồi, sợ người khác không biết cô gian lận sao. Nghe thấy lời chỉ trích, mắng nhiếc của người qua đường, mặt cô tái mét, cúi thấp đầu đi thật nhanh. Rất nhanh đã về tới bệnh viện Thế Kỷ. Giang thần ngồi ở trên bậc cửa của bệnh viện Thế Kỷ, giống như một pho tượng điêu khắc bằng gỗ, không hề nhúc nhích, hơn nữa mặt cũng không chút biểu cảm. Giang thần, đường sở sở đi tới, nghiến răng nghiến lợi. Anh xem anh làm chuyện tốt gì, anh còn có thể gian lận rõ ràng hơn nữa được hay không, sợ người khác không biết em gian lận hay sao. Sở sở, em nói gì vậy, anh nghe không hiểu gì hết. Giang thần dở miệng lên một chút, nói ra từng chữ một, giống như một con người máy. Anh! Đường sở sở tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Suốt cuộc là anh tiêu bao nhiêu tiền để gian lận. Hiện tại nhà họ đường không còn giống xưa, ngay cả cơm cũng không có để ăn, Giang thần còn dùng tiền để gian lận. Cho dù lọt vào trong top 100 trước, giành được tư cách để tham gia cuộc thi tiếp theo thì có ích lợi gì, em cũng không biết gì về y thuật, tham gia cuộc thi, cũng sẽ bị loại bỏ trong nháy mắt làm trò cười cho tất cả mọi người. Đường sở sở tức giận liên tục mắng lớn. Ngay lúc này, đám người đường lỗi cũng chạy đến. Bọn họ cũng là thấy được xếp hạng quá cao của đường sở sở ở trên ứng dụng mới đến đây. Bọn họ cũng đều biết, đường sở sở dùng tiền để gian lận. Đường mộng oánh nhìn đường sở sở, chế diễu cười đùa, đường sở sở, cô thật là nực cười, cười chết tôi rồi. Đường huyền tâm cười đến khom lưng, cười chết tôi rồi, dùng tiền để gian lận, chuyện này thật là ngớ ngẩn, cho dù vào được top 100 trước thì có thể làm gì, đi tham gia so tải y thuật, cũng là làm trò cười cho người khác. Tất cả mọi người nhà họ đường đến đều vui sướng khi người gặp họa. Chê cười đường sở sở là kẻ ngốc. Đường sở sở cảm thấy mất hết mặt mũi. Giang thần quá đáng ghét, làm ra nhiều chuyện như vậy, để cho cô biến thành trò cười của Giang Trung. Ngay lúc này, một đám phóng viên chạy tới. Máy ảnh, máy quay phim, đều chĩa vào đường Sở Sở mà quay chụp. Đường Sở Sở, xin hỏi rốt cuộc là cô đã tiêu bao nhiêu tiền mới gian lận được danh sách vậy? Bệnh viện thế kỳ vắng vẻ như thế, mà số người hẹn trước của cô lại vượt hơn 20 vạn, gần nửa ngày đã có hơn 3 vạn người đến trị bệnh, cô cũng quá lợi hại đó. Một số phóng viên đưa ra câu hỏi. Đường Sở Sở cảm thấy mặt rất nóng, hận không thể tìm một khe đất mà chui xuống. Cô không nói một câu nào, cúi đầu ảo não rời đi. A à, a, à. Giang Thần cười một cách máy móc, đứng lên, giống như một pho tượng điêu khắc bằng gỗ, từng bước một bước ra, rời khỏi bệnh viện thế kỷ. Giang Thần tiêu tiền để đưa Đường Sở Sở lên đứng đầu bảng, Đường Sở Sở biến thành trò cười của Giang Trung, biến thành trò cười của Đại Hội Trung Y lần này. Giang Thần lại không thèm quan tâm. Anh rời khỏi phố y, sau khi rời khỏi, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai đi theo phía sau mới vẫy một chiếc taxi bắt xe đến phòng khám phạm nhân phòng khám phạm nhân mộc vinh đã tới rồi anh ta đang ngồi ở trong phòng khám nói chuyện với giang nghị giang thần đi vào hai người ngay lập tức đứng lên tất cả đồng thanh mở miệng anh giang giang thần khẽ phất tay ngồi xuống hỏi mộc vinh đã điều tra ra được nhóm người đuổi giết tôi vào sáng nay chưa mộc vinh gật đầu nói ừ đã điều tra được rồi nói Mộc Vinh nói, nhóm người này đã đến Giang Trung 8 ngày trước, bọn họ là một vài lính đánh thuê của biên giới Nam Hoang, là người của quân đoàn Địa Ngục. À, quân đoàn Địa Ngục. Giang Thần híp mắt. Anh ở Nam Hoang chinh chiến 10 năm, cũng biết rất rõ về quân đoàn Địa Ngục. Quân đoàn Địa Ngục là một đội lính đánh thuê của biên giới Nam Hoang, thực lực rất mạnh, cho dù nhìn ra toàn thế giới thì cũng là quân đoàn lính đánh thuê hạng nhất hạng nhì, nhưng mà đại ca nắm giữ quân đoàn Địa Ngục này là ai, anh lại không biết điều tra ra được đại ca của quân đoàn địa ngục là ai chưa mộc vinh lắc đầu tạm thời chưa tra ra được nhưng cấp dưới điều tra được người của quân đoàn địa ngục đã từng qua lại với hàn kim minh quả nhiên là ông ta sắc mặt giang thần trầm xuống hàn kim minh được gọi là y vương được mệnh danh là bàn tay vàng ông ta còn đang là chủ tịch của hội y học quốc gia nước g hiện tại anh cơ bản có thể khẳng định rằng hàn kim minh này chính là y vương trong miệng quỷ vương chính là người lên kế hoạch cho trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn. Nhưng mà người sau lưng ông ta rốt cuộc là ai? Trong lòng Giang Thần không có chút manh mối nào. Mộc Vinh tiếp tục nói, đại hội trung y lần này, Hàn Kim Minh trấn giữ bệnh viện thái thượng. Giang Thần hỏi, điều tra rõ về tình hình bên trong của bệnh viện thái thượng chưa? Ừm, um, Mộc Vinh gật đầu, đã điều tra rồi, người đăng ký bệnh viện thái thượng tên là Hồng Lãng, người này bí ẩn khó lường, 50 năm trước được mệnh danh là thần dược, người ta đồn rằng người này dùng loại thuốc tốt nhất trên thế giới, có thể biến thứ mục nát thành thứ thần kỳ. Hồng lãng, giang thần nhíu mày, người này lại là ai? Mộc Vinh lại nói tạm thời không tra ra được Hồng lãng là ai, nhưng mà có thông tin cho thấy sau khi Thiên Tử xuất hiện ở Giang Trung đã từng bí mật qua lại với Hồng lãng. Ồ, giang thần hít sâu một hơi, nếu Thiên Tử đã từng qua lại với Hồng lãng của bệnh viện Thái Thượng như vậy là có thể đoán được thiên tử có một mối liên hệ không thể tách rời với trận chiến ở ngoại ô thiên sơn mộc vinh hỏi đại ca bây giờ phải làm gì có muốn một lưới bắt hết người của quân đoàn địa ngục hay không giang thần khẽ phất tay nói đừng hành động thiếu suy nghĩ tôi ngược lại muốn xem xem những người này muốn làm trò gì ở đại hội y thuật được mộc vinh gật đầu giang thần suy nghĩ một lát lại phân phó nói quan sát hồng lãng hàn kim minh còn có thiên tử và tất cả những người tai to mặt lớn từ kinh đô tới thật chặt chẽ, cố gắng hết sức nắm giữ hành tung của tất cả bọn họ. Tuân lệnh, Giang Thần khẽ phất tay, nói, "Được rồi, không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc đi." Mộc Vinh xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Giang Nghị mới hỏi, "Anh Giang, đã xảy ra chuyện gì sao?" Giang Thần vuốt cằm, suy nghĩ nói, "Tôi cũng đắn đo không chắc rốt cuộc là những người này muốn làm gì, sáng hôm nay những người này có cơ hội tiêu diệt tôi." chỉ là bọn họ không thật sự ra tay, nhưng mà lấy vợ của tôi ra uy hiếp tôi, dường như bọn họ chỉ không muốn tôi tham gia đại hội y thuật thôi. Cả buổi sáng hôm nay, Giang Thần đều suy nghĩ về chuyện đã xảy ra vào buổi sáng. Suy nghĩ xem tên cầm đầu ở phía sau rốt cuộc muốn làm cái gì. Tên cầm đầu phía sau rất có khả năng là Hàn Kim Minh, mà người phía sau Hàn Kim Minh rất có thể là thiên tử, Giang Thần lại càng nghi ngờ hơn. Chương 269, giết long gian khổ sắp đến rồi giang thần có một cảm giác mãnh liệt rằng tình hình tiếp theo của giang trung sẽ rất hỗn loạn hắc bạch quân sự và chính trị đủ mọi loại thế lực đều tham gia vào giang mỹ anh giang anh ra lệnh đi ngón tay giang thần gõ trên mặt bàn suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi bây giờ cô có thể liên lạc với sát thủ của hắc điện được không giang mỹ khẽ gật đầu nói vẫn có thể liên lạc được với vài người giang thần phân phó nói Bây giờ cô liên hệ, nói bây giờ cô ở Giang Trung nửa bước khó đi, cần người chi viện. Giang thần phải thu phục một vài cao thủ. Sát thủ của Hắc Điện là một sự lựa chọn không tồi. Được. Giang Mỹ nghe theo. Cô ta lấy điện thoại di động ra, biên soạn một đoạn tin nhắn. Hắc xa, nhiệm vụ của tôi thất bại, bị lột mặt nạ ra rồi, bị người khác nhìn chằm chằm. Tôi giết người liên hệ, bây giờ đang trốn ở Giang Trung, tôi bị thương, nửa bước cũng khó đi, cần chi viện, đưa tôi rời khỏi Giang Trung. Sau khi soạn tin nhắn xong, cô ta nhập một dãy số, bấm gửi đi. Giang thần nhìn tin nhắn cô ta gửi, hỏi, Hắc xà là ai? Giang Mỹ nói, một trong những sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, cũng là một trong ba sát thủ lớn do Hắc Điện bồi dưỡng, là sát thủ quan trọng nhất của Hắc Điện, cũng là một trong ba sát thủ đứng đầu trong danh sách sát thủ thế giới, thực lực rất mạnh, chưa bao giờ thất thủ. Hắc xà thế nào, có thể thu phục không? Này! Giang Nghị do dự đứng lên. Với hiểu biết của cô ta đối với Hắc Xà, Hắc Xà không có khả năng bị thu phục. Hắc Xà trung thành và tận tâm với Hắc Điện, anh ta ngoài là một sát thủ gia, còn đang ngồi ở vị trí phó điện chủ Hắc Điện. Giang thần nhìn cô ta, hỏi, làm sao vậy? Giang Nghị muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu, nói có lẽ là rất khó. Hắc Xà không chỉ là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, mà còn là phó điện chủ của hắc điện ngoại trừ điện chủ thần bí khó lường ra thì mọi chuyện lớn nhỏ của phó điện đều do hắc xà quản lý ô giang thần nhìn giang mị nếu hắc xà là phó điện chủ vậy vì sao cô phải gửi tin nhắn cho anh ta chẳng lẽ cô không sợ hắc điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng sao khi giang mị đang định trả lời tin nhắn điện thoại vang lên cô ta mở điện thoại ra nhìn tin nhắn là một dãy những con số bí ẩn Giang Thần nhìn những con số bí ẩn này, hỏi cái này là gì? Giang Nghị giải thích nói, đây là con số mật mã, chỉ người của Hắc Điện mới có thể hiểu được. Hắc Sa nhắn lại cái gì? Hắc Sa nói, quy tắc chính là quy tắc, bị nhìn thấy khuôn mặt thật thì sẽ chết, anh ta nói tôi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên giết người liên hệ, anh ta sẽ nghĩ cách để tới Giang Trung, giúp tôi rời đi, hoàn toàn tách khỏi Hắc Điện, ra nước ngoài sống yên bình suốt quãng đời còn lại. Giang thần hỏi, cô và anh ta có quan hệ gì? Giang Nghị giải thích nói, tôi và Hắc xà giống nhau đều là trẻ mồ côi, đều được Hắc Điện mua về, ngay từ khi còn bé đã huấn luyện cùng nhau, tuy rằng đều là sát thủ, tâm đều lạnh lùng, nhưng chúng tôi lại có tình anh em. Hỏi anh ta khi nào có thể đến? Ừ, Giang Nghị nhanh chóng gửi tin nhắn. Lần này, tin nhắn cô ta gửi không phải là chữ viết nữa mà là một vài ký hiệu bí ẩn. Giang Thần cũng không hiểu được loại chữ số mật mã bí ẩn này, nhưng anh lại có một ý định, âm thầm nhớ kỹ, dự định đến khi quay về tìm người hỏi một chút. Bởi vì trước kia Giang Nghị là sát thủ, tuy rằng bây giờ đi theo anh, nhưng anh cũng không chắc chắn Giang Nghị có phải thật lòng thật dạ đi theo anh hay không, nếu như không phải, rồi dẫn đến nhiều sát thủ hơn, vậy sẽ càng gây nhiều phiền phức cho anh hơn. Rất nhanh, Hắc đã trả lời lại, cũng là một dãy những con số giang nghị nói hắc xà nói bây giờ anh ta có việc nên không thể đi ra ngoài được phải ba ngày sau mới có thể đến giang trung ba ngày giang thần híp mắt ba ngày sau chính là thời điểm mấu chốt của đại hội y thuật thời điểm này cũng quá trùng hợp rồi giang nghị cô phải biết rằng nếu như hắc xà đến giang trung anh ta không thuận theo tôi vậy thì kết cục chờ đợi anh ta là cái chết cô và anh ta như anh em ruột thịt cô đây là đẩy anh ta vào trong hố lửa đó Giang thần nhìn Giang Mị, thờ ơ mở miệng. Tôi biết, sắc mặt Giang Mị ngưng trọng, nói tôi sẽ thuyết phục anh ta, tôi tin anh ta cũng đã sống đủ những ngày mịt mù tăm tối rồi, cũng muốn quang minh chính đại mà trải qua nửa đời sau. Ừ, Giang thần khẽ gật đầu, nói cô dưỡng thương thật tốt đi, có tin tức gì, thì báo cho tôi biết trước. Giang thần nói xong, đứng lên rời đi. Sau khi rời khỏi phòng khám phạm nhân, anh gọi điện cho Mộc Vinh rất nhanh mộc vinh đã xuất hiện trước mặt anh trên một chiếc xe thương vụ màu đen giang thần hút thuốc đại ca giang thần viết một dãy chữ số bí ẩn đưa cho mộc vinh đây là chữ số mật mã trao đổi của hắc điện cậu điều tra một chút xem xem cái này có ý nghĩa gì được còn nữa quan sát giang nghị thật kỹ cô ta có tiếp xúc với bất kỳ người nào đều phải nói cho tôi biết được mộc vinh gật đầu hỏi đại ca còn mệnh lệnh gì không không đi về đi giang thần xuống xe đi đến bên đường lái xe đi về nhà họ đường phòng khám phạm nhân giang nghị ngồi ở trên ghế cô ta là sát thủ chống trinh sát rất mạnh cô ta biết rõ phòng khám phạm nhân bị người ta nhìn chằm chằm cô ta nửa bước cũng khó đi trên mặt cô ta tràn đầy bất đắc dĩ cô ta biết rõ giang thần không tin cô ta cô ta cũng không có cách nào ai bảo xuất thân của cô ta là sát thủ chứ bây giờ việc cô ta cần phải làm là cố gắng hết sức thuyết phục hát xà. Thuyết phục được hát xà, Giang thần mới có thể tin tưởng cô ta, sau này cô ta mới có thể sống cuộc sống tốt đẹp, bằng không, thứ chờ đợi cô ta chính là con đường chết. Cô ta cảm thấy ba ngày quá lâu. Cô ta chờ không được. Cô ta lại nhắn tin cho hát xà. Tôi nhận nhiệm vụ giết hắc Long, tôi ám sát thất bại, bị hắc Long vạch trần mặt nạ, sau khi tôi trốn đi nơi khác, tìm được người liên hệ rồi, Muốn anh ta hộ tống tôi rời khỏi giang trung, nhưng mà anh ta lại nổ súng giết tôi, tôi giết anh ta, bây giờ bị thương nặng, hơn nữa Hắc Long đã tìm ra tôi, bây giờ tôi nửa bước khó đi, anh có thể nhanh một chút được không? Tôi không thể kiên trì thêm được nữa. Để lừa Hắc Xà tới, Giang Nghị không hề tiếc bất cứ giá nào. Cô ta rất tin rằng Hắc Xà sẽ quay lại. Nếu như Hắc Xà gặp phải nguy hiểm, cô ta cũng không tiếc bất cứ giá nào mà đến cứu giúp. Nước Việt đây là một trong 28 nước nhỏ của biên giới Nam Hoang. Trong trại nào đó ở nước Việt, trong một căn phòng, một người đàn ông có hình xăm con rắn trên mặt đang đọc tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng anh ta nhếch lên, câu lên một nụ cười xấu xa. Anh ta là Hắc Xà. Anh ta là một trong những sát thủ cấp SSS của Hắc Điện. Anh ta là phó điện chủ của Hắc Điện. Anh ta cũng là sát thủ trong ba sát thủ hàng đầu. Lão quỷ có thuộc hạ. Một người đàn ông da đen bước đến. Hắc xà phân phó nói, thông báo cho 10 sát thủ đầu bảng sát thủ, lập tức đến Trung Quốc, đi vào Giang Trung. Người da đen sửng sốt, hỏi, đại ca, đây là muốn làm cái gì? Hắc xà đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, hình xăm trên mặt hắc xà mang theo chút sứ tật, giết long. Người da đen đã hiểu, nói, vậy tôi đi liên lạc ngay. Truyền lệnh xuống dưới, đây là hắc điện treo giải thưởng, bất kể thắng bại, chỉ cần xuất hiện là có thể nhận được 100 triệu tiền thưởng. Được, người da đen nhanh chóng đi sắp xếp. Hắc xà cười dữ tợn, giang mị, thật sự tưởng rằng tôi không biết bây giờ cô đã đầu phục Hắc Long sao, muốn dụ cho tôi mắc câu. Nếu đã như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể tương kế tự kế, lần này Hắc Long chắc chắn phải chết. Giang thần không biết, Hắc Điện đã liên lạc với 10 sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ. 10 sát thủ đứng đầu bí mật đi đến Trung Quốc, đi đến Giang Trung, dự định giết Long. Mà Giang Thần lại về nhà họ Đường. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Đường Sở Sở. Chương 270, Đường Sở Sở đích thân tra hỏi. Sao em không bàn trước với anh vậy hả? Sau khi vào nhà, Giang Thần lập tức ngồi xuống sofa. Đường Sở Sở tỏ vẻ lạnh nhạt, trách móc tự tin của anh là vậy đó hả? Anh tự tin ngút trời ngày nào cũng thể thốt là đưa em vào top 100, tưởng hay ho như nào hóa ra là xì tiền. Kha kha kha, Giang thần bỗng bật cười không ngừng. Đường sở sở thì tức điên người, vậy mà anh còn cười cho được. Bây giờ cô đánh cũng không được mà mắng cũng không xong. Khôn hồn thì anh trả lời thành thật cho em, anh tiêu hết bao nhiêu rồi. Cũng không nhiều lắm, Giang thần nói trong vô thức, anh có biết là hết bao nhiêu tiền đâu cơ chứ, mọi chuyện đều do bạch tố sắp xếp nhìn vào sắc mặt của đường sở sở anh biết cô đang thực sự rất tức giận anh cũng không kìm được mà lên tiếng giải thích bà xã thực ra anh làm vậy cũng chỉ là vì muốn em vui muốn em nổi tiếng thôi mà anh đâu có ngờ là người ta phát hiện em đi cửa sau đâu cũng tại mấy người đó chưa ai tự nhiên thông minh quá làm gì ha 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 nói em biết rốt cuộc là hết bao nhiêu đường sở sở hiện rất quan tâm đến con số hiện tại nhà họ đường đang gặp khó khăn có thể nói là một xu cũng không còn. Tương lai còn cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, vậy mà anh lại lấy tiền đi để làm những việc thế này. Giang thần, rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền, anh còn lừa em bao nhiêu chuyện nữa đây hả? Lần trước anh mua Vĩnh Thái là đã tiêu hết tiền trong thẻ rồi mà. Vậy mà nay lại còn xì ra tận 3 triệu nhân dân tệ, lại còn lấy tiền đi mua phim, đưa em lên bảng xếp hạng. Nếu hôm nay mà anh không đưa cho em một lời giải thích hợp lý Coi như em không quản được anh nữa, thế thì thôi, ly hôn. Đường sở sở thực sự rất tức giận. Giang thần nghe thấy vậy, bỗng trở nên lo lắng. Anh lập tức đi tới chỗ của cô, dùng bả vai mình huyết nhẹ vào bả vai cô. Ôi thôi mà, bớt giận đi nè, chẳng qua là anh muốn lấy lòng em, muốn chiều cho em vui thôi mà. Mặc dù đúng là anh đã bỏ một ít tiền, nhưng trong lòng anh thì em là tất cả, chỉ cần em vui thì số tiền đó có đáng là gì bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng đều muốn nghe những lời đỗ ngon ngọt như vậy. Đương nhiên là đường sở sở cũng không ngoại lệ. Nghe Giang thần nói vậy thì cơn tức giận trong lòng cô cũng vơi đi không ít. Nhưng cô vẫn tỏ ra phụng phịu, chất vấn tiền ở đâu ra. Anh, anh mượn. Con người của anh đảo qua đảo lại liên tục, rồi nhanh trí nói anh mượn hà tâm. Tất nhiên là đường sở sở không tin anh mặc dù hà tâm hiện là người phụ trách bộ phận dịch vụ ăn uống của tập đoàn thời đại khoa tiền lương quả thật là cao nhưng cô không tin là hà tâm có thể cho giang thần vay tiền cô lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho hà tâm chị sở sở có chuyện gì vậy tiểu tâm em cho giang thần vay tiền đấy à khi nghe được những lời này của đường sở sở hà tâm có hơi sửng sốt vay tiền vay tiền gì cơ cả tập đoàn thời đại khoa này đều là của giang thần anh ấy giàu nứt đố đổ vách như thế mà còn phải vay tiền à? À, đúng rồi. Hà Tâm thực sự hơi bất ngờ, sau đó cô ta mới kịp phản ứng lại, anh rể gần đây có nói là tình hình kinh doanh hiện tại của nhà họ Đường không được tốt lắm, cần một ít tiền nên em đã cho anh ấy vay. Cho mượn nhiều hay ít? À thì, Hà Tâm ngớ người. Vay nhiều hay ít ấy hả? Phải trả lời chị ấy thế nào đây? Chị sở sở, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? đừng nói là anh ấy lấy tiền em cho mượn đi ăn chơi hết rồi đấy nhé. Thực lòng thì Hà Tâm không dám nói là đã cho Giang Thần vay bao nhiêu tiền vì sợ nói bừa sẽ bị lộ. À không, không, không phải vụ đó. Đường sở sở thở dài một tiếng, nói anh ấy, mà thôi khó quá bỏ qua, em nói cho chị biết là anh ấy đã mượn em bao nhiêu tiền, để chị biết còn trả lại cho em. Hơn 300 ngàn. Hà Tâm ngập ngừng đáp. Cái gì cơ, 300 ngàn. Nghe thấy con số đó, đường sở sở không khỏi bất ngờ mà nói to, cô nhéo mạnh một cái lên đùi giang thần. Lúc này, giang thần miệng cười cười. Hà tâm, chị sẽ mau chóng trả lại số tiền đó cho em. Đường sở sở lập tức cúp điện thoại, sau đó phụng Phiêu quay sang nhìn giang thần, lạnh lùng nói, giang thần, lá gan của anh cũng nhỏ, ghê ha. Hà Tâm mới đi làm chưa được bao lâu, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì vậy mà anh dám vay của con bé tận 300 ngàn. Có 300 ngàn thôi mà, Giang thần tươi cười, nhưng sau khi nhận ra vẻ mặt sắc lạnh như băng của cô thì anh lập tức ngậm miệng lại, đứng lên, nói, để anh đi làm cơm trưa. Sau đó anh đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Vẻ mặt đường sở sở bất lực, giờ khóc dở cười. Giang thần đi vào phòng bếp, đeo tạp dề vào, ngâm nga một lúc, sau đó bắt đầu nấu cơm. Lúc này, Giang Nghị gửi đến một tin nhắn. Anh Giang, tôi đã liên hệ lại với Hắc Xà, Hắc Xà nói tối nay có thể đến Giang Trung, anh ta hỏi tôi đang ở đâu? Tính sao đây? Sau khi nhận được tin tức, Giang Thần suy nghĩ một lát, sau đó trả lời, "Cô biết cái nhà máy sửa chữa nằm ở bên khu Tây không? Có một ngọn núi cách nhà máy đó hơn 10 cây em về phía Nam, tên là núi Ngũ Cốc." Cô cứ nói là cô đang ẩn trốn ở đó. "Ok." Giang Nghị nhắn tin hồi đáp. Sau đó, Giang Thần lại liên lạc với Mộc Vinh. "Mộc Vinh, việc điều tra những con số mật mã thế nào rồi?" "Đại ca" Cả cái mạng lưới tình báo ngầm của quỷ kiến sầu cũng không ai hiểu mấy cái mật mã này, em đã gửi đến Nam Hoang để nhờ quỷ tướng quân tìm chuyên gia phá giải. Chắc là sẽ có tin tức sớm thôi. Ừ, dặn dò anh em chuẩn bị cho tốt, khả năng là tối nay sẽ hành động. Sau khi dặn dò Mộc Vinh xong, Giang Thần cất điện thoại, vừa nấu cơm, vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, cơm canh đã nấu xong. Tại khách sạn, Hà Diễm Mai, Đường Bác, Ngô Mẫn cũng đã từ bệnh viện trở về sở sở, mày làm cái quái gì vậy hả, mày đi cửa sau hết bao nhiêu rồi. Hà Diễm Mai cầm điện thoại trên tay, nhìn bảng xếp hạng trên app y học cổ truyền, phụng phịu, quát, mày nhìn đi này, mới có hơn nửa ngày, mà đã có hơn 200.000 người đặt lịch hẹn, lại còn 30.000 đã qua điều trị. Phòng khám của mày nổi tiếng quá rồi, tiếng tăm nhất thế kỷ luôn rồi, nhưng mà là tiếng nhơ, tiếng xấu, tai tiếng khắp đời, bây giờ ai cũng nháo nhào hùa nhau chửi rủa mày. Đường Sở Sở chỉ đành cắm mặt ăn cơm, không nói lấy một lời. Ngô Mẫn vừa ăn cơm, vừa nói, "Mẹ, bữa nay có người mời con vô cái nhóm kéo phim có Đường Sở Sở ấy. Nào là bấm đăng ký, đặt lịch hẹn gặp Đường Sở Sở thì hốt ngay bao lì xì 10 tệ. Còn nếu hoàn thành khóa điều trị, rồi vào hệ thống vốt cho Đường Sở Sở thì được tới 100 tệ." "Cái gì?" Hà Diễm Mai đột nhiên hét lên. "Một cái hẹn trước là 10 tệ?" mà lại có tới tận hơn 200.000 người đặt lịch, vậy chẳng phải là số tiền sẽ lên đến hơn 2 triệu tệ à. Hơn nữa một vốt sẽ là 100 tệ, hơn 30.000 vốt, không phải tốn đến hơn 3 triệu à. Tổng cộng thì sẽ phải mất đến hơn 5 triệu nhân dân tệ. Nghe tới đây thì đường sở sở cũng không khỏi sửng sốt. Cô liếc mắt nhìn Giang Thần. Cô đang định hỏi anh thì Hà Diễm Mai chỉ vào mặt của cô rồi mắng, đường sở sở, mày có bị điên không vậy hả? Mày lú rồi hả? lại bỏ ra hơn 5 triệu bạc để có tên trong cái danh sách đó. Mà có tên trong cái danh sách đó thì có ích lợi gì? Còn nữa, mày lấy tiền ở đâu ra? Vì để giúp mày trả nợ mà tao đã phải đem hết tiền của ra. Vậy mà mày lại còn có tiền để dành nữa à? Mẹ, con, con không có. Con dám nói là không có à? Mày xem đi, bây giờ mày đứng nhất rồi, ngay cả thần y cũng không sánh lại với mày. Đường sở sở khổ sở không nói nên lời con con ăn no rồi con đi ngủ chưa đây buổi chiều còn phải đến công ty nữa giang thần đặt bát đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn đứng lại hà diễm mai liền mắng cậu đi ngủ thì ai dọn mẹ con sẽ dọn đẹp trước khi đi giang thần đứng dậy cầm một cái ghế nhỏ ra ban công ngồi ở trên đó hút thuốc những tiếng ồn vẫn từ trong phòng phát ra giang thần cũng không biết nói gì chỉ vì vài ba triệu mà lớn tiếng với nhau như vậy liệu có đáng không? Nếu như nhà họ đường biết được anh có bao nhiêu tiền thì họ sẽ có phản ứng như thế nào đây? Nghĩ đến đây, khóe miệng giang thần không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trước khi kịp hút một điếu thuốc thì tai của anh đã bị kéo lên. Anh bị nhéo đứng lên, vội vã kêu lên, bà xã, đau, đau, em nhẹ tay chút. Đường sở sở phụng phịu, mắng, được lắm, giang thần, anh dám lừa em, anh bỏ ra mấy triệu bạc mà không nói cho em biết. Rốt cuộc thì anh coi em là cái gì hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 270.